Chào mọi người. Hôm nay món trai của bếp Kỳ Duyên mình sẽ hướng dẫn các bạn một món rất là dân dã. Ở đây là một món mít muối chiên. Có món mít muối chiên này nó sẽ rất là phong phú. Bởi vì một là chúng ta sẽ luộc nó lên, và hai là chúng ta sẽ trực tiếp gọt nó xong rồi chúng ta trực tiếp chúng ta ướp muối bột ngọt chiên luôn. Mình sẽ chọn mít non, nhưng mà hôm nay mình xin chúng chứ mít nó hơi già rồi nha các bạn, chứ nó càng non thì nó càng ngon hơn, bởi vì nó hơi già nó cũng ngon nhưng mà nó không hấp dẫn bằng mít non hơn. Nó có hai cách để chúng ta chế biến, một là chúng ta sẽ luộc nó lên chín, và hai là chúng ta sẽ luộc nó bằng cách sống, người ta sẽ muối chiên bằng cách nó sống gì luôn. Đa số là mọi người ta hay luộc nó lên người ta mới chế biến, nhưng mà cách đó cũng rất là ngon. Trong cái món mít thì chúng ta sẽ làm được rất là nhiều món, gỏi mít cũng được, rồi mít kho cũng được, mít muối chiên cũng được. Nhiều cách để chúng ta chế biến được cái món mít lắm. Cái món mít chiên này nó cũng rất là, cái món mít này cũng rất là phong phú. Làm như thế nào thì bởi vì mít nó quá nhiều mũ cho nên chúng ta vừa gọt vừa ngâm nước, tránh đi cái mũ nó dính vô tay. Mũ rất là nhiều cho cái mít mình luộc đi rồi thì nó sẽ giảm mũ bớt đi, nhưng mà đằng này bữa nay mình làm tươi nó luôn, mình không có muối, mình không có luộc. Nhưng mà lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn một món mít luộc. Chúng ta luộc lên rồi chúng ta có thể muối chiên nè, kho hay hoặc là làm gỏi. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ làm sống đó. Mình gọt nó sạch sẽ rồi mình rửa ở trong nước như thế này nó giảm mủ hơn. Rồi chúng ta sẽ ướp rồi muối chiên luôn. Bởi vì ăn chay thì rất là hạn chế thức ăn phong phú, cho nên những người ăn chay luôn nghĩ ra những món ăn gì để cho người ăn chay mình nó giảm bớt đi cái khó khăn trong việc ăn uống, nghĩ ra cách này cách nọ để chế biến thêm cái gì trong bữa ăn được. Nhưng mà tất cả cũng chỉ là đồ chay thôi. Ngâm nước như vậy thì mũ nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái tay của mình. Mũ mít nó dính vô cũng khó chịu lắm. Cho nên chúng ta vừa gọt vừa cùng với nước, tránh né đi bớt mũ. Trong mít non này mũ dữ lắm. Mít chín thì hay là mít nào mũ cũng nhiều, đặc biệt thì mít non này thì nó mũ nhiều hơn. Trái mít này mình hái nó không có non nhiều nha, nó hơi hơi già một chút rồi. Mình sẽ hái lần sau mình sẽ hái cái mít non hơn, ngon hơn, luộc làm món ăn nó ngon hơn. Nhưng mà nó già như vậy thì muối mít nó hơi vàng rồi. Nếu nó có cái hương vị ngọt thì nó sẽ không hấp dẫn nhiều. Nhưng mà mít này chắc loại mít hơi chua. Mình sẽ sơ chế xong.
Rồi chúng ta sơ chế xong rồi mình sẽ đi ướp nha các bạn. Cho một ít muối tiêu. Chảo dầu lên sẵn. Hạt tiêu xay. Hai muỗng bột ngọt. Hồi nãy mình đã cho một ít muối tiêu rồi, bây giờ thì mình chỉ cho một ít hạt nêm nữa thôi, không cần nó quá mặn. Rồi chúng ta sẽ xốc lên cho nó đều, ướp cho nó, mình xốc lên cho nó đều khoảng 5 phút. Mình cũng có thể cắt gốc hành và một ít tỏi, ướp chung khi chiên lên cho nó thơm. Nửa củ tỏi. Cái gia vị này nó làm cho cái muối mít của mình tăng hương vị lên, rất là thơm. Sẽ sắp cho nó đều lên nha. Rồi. Chảo dầu nó nóng lên chúng ta chiên nha. Như mình đã giới thiệu đó, mít non hơn thì nó sẽ ngon. Mít này hôm nay mình chọn nó hơi già rồi cho nên mình không có luộc. Lần sau mình hướng dẫn các bạn sẽ luộc cái món mít non. Người ăn chay có rất là nhiều người thích cái món mít này, chế biến nhiều thứ lắm, kho, làm gỏi, muối chiên, rất là ngon và hấp dẫn. Vì ăn chay không có nhiều thực phẩm chay tốt cho nên cũng nảy ra những cái ý kiến mới để thực phẩm chay nó được phong phú hơn. Thật ra thì những cái loại này nó cũng có chất dinh dưỡng, giúp cho mình cũng có nhiều dinh dưỡng ở trong cơ thể. Mít cũng là một món bổ mà, tốt cho sức khỏe thôi. Rồi, mình chiên lên đợi cho nó vàng mình nó trở về. Trở về lại nhìn thấy mít nó vàng cũng ngon nè. Ồ, quá ngon luôn, vàng rộm luôn. Thêm một món ăn cho người ăn chay, vô danh sách cho người ăn chay. Cũng bổ, tốt cho sức khỏe. Nhìn thấy ngon lắm đúng không? Rất là tuyệt vời.
Rồi như vậy là cái số nào vàng mình sẽ rắc ra nha các bạn. Rất là ngon. Một món ăn mới thuần khiết cho người chay nữa. Nhìn rất là hấp dẫn. Nhìn cũng rất là ngon. Chay của chúng ta không có nhiều thực phẩm để mà ăn chay, cho nên mình chế biến thêm món này món nọ để khuyến khích thì người ăn chay. Cũng sẽ cho hết hành với tỏi mình đã bầm hồi nãy đó lên thì nó vàng nó thơm lên, mình vớt ra hành với tỏi nó cũng thơm miếng mít, cũng rất là ngon. Cái lỗ để mình vớt những cái miếng nhỏ. Miếng nhỏ này nó vàng tới nó ngon lắm. Rồi như vậy là cái món mít chiên của mình hôm nay đã hoàn tất. Mình đã chiên xong. Lấy ra khỏi chảo. Ồ rất là ngon và hấp dẫn. Cũng sẽ giúp cho bữa cơm của chúng ta kích thích lắm. Một món rất là đơn giản, dễ làm. Hơi có mũ một chút thôi. Nhưng mà cũng rất là ngon và hấp dẫn dành cho người ăn chay. Rồi món bít chiên, muối chiên của mình ngày hôm nay đó đã hoàn thành. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một món chay thuần khiết, đơn giản, không có tốn tiền gì hết, mà lại bổ dưỡng cho cơ thể. Trong cái mùa dịch cúm thì tất cả những cái món đồ ăn chay của chúng ta làm cho thân tâm được thanh tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản, quên đi hết đi những biến cố của cuộc sống. Và tâm thì mình được an nhàn, trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn. Hãy hướng về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho chúng sanh được giác ngộ, bỏ ác theo thiện. Chúc mọi người thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, bệnh tật tiêu trừ. A-di-đà Phật.